các bạn nó lấy qua nhà đang vô điện, đang vô nước cho nhà fan mà cô nói bây giờ không cho quay fan nữa, rồi mấy bạn kia bạn quân tới lúc kỳ hết trơn kỳ, rồi cô chịu trách nhiệm được phần đó không? Được, bình thường mấy tỷ. Cô nói vậy bây giờ đấy, mấy tỷ. Cô nói vậy á là bây giờ cô phải chịu trách nhiệm phần tiền nước đó đi. Rồi mấy tỷ giờ ghi giấy đi. Ghi giấy đi. Ghi giấy. Mấy tỷ đâu cô, người ta đã giúp mình rồi, mình làm là cái đạo đức. Cô đụng ra nó mấy tỷ cô giàu cỡ nào cô không biết, nhưng mà bây giờ thành thường quân người ta thương cho Ben. Bây giờ mấy tỷ chị nói đi, chị lấy đồ hết chưa? Không phải mấy tỷ. Lấy đồ hết chưa? Lấy đồ hết trên xe chưa? Tôi chỉ cần hỏi là đã lấy đồ hết chưa? Dạ lấy hết rồi, chút con đi Vinh Vũng Tàu, cô về đi. Trên xe còn đồ không? Dạ hết rồi, con cảm ơn cô, khi nào lúc đi con muốn cô gặp. Trời ơi, dần co rồi, cái mắt kiến nó mất tiêu rồi. Quay video cô là con muốn tôn trọng, rất là tôn trọng cô, là con không muốn làm hình xấu của cô lên rồi. Cô có chị, cái mắt kiến nó mất tiêu rồi. Không thấy đường luôn á. Rồi, kiếm mắt kiến phụ cái. Nó rớt nó mất tiêu rồi. Không thấy đường kiếm luôn. Mặt đèn ấy á. Bật đèn không phải. Quẹt xuống bật cái đèn. Có cái tin nhắn con xóa rồi. Con hỏi gỡ qua cô. Con biết con muốn làm gì. Trời. Ok. Bây giờ cô được rồi. Đi nói với chúng sanh cũng mai tin cô đâu. Trời ơi. Cho cô nói là bây giờ con yêu trường luôn á. Mà cũng không ai tin cô đâu, tại vì trước cô đã không có lòng để cho người ta kính rồi, làm cái gì cô nói có 10 lần nó cũng được. Để con tự giải quyết cho con. Con thương người ta thì con tự con giải quyết. Cái này là nghiệp của con. Kiếm cái mắt kiến giùm đi. Kiếm mắt kiến giùm đi. Giờ mình thương quá tự nhiên cái buông bỏ một cái mực. Thôi. Buông bỏ làm sao? Kiếm cái mắt kiến giùm nè, điện thoại nè. Không cần điện thoại nữa, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của mọi người. Không từng trải cảm giác yêu thương hả? Không, hồi đó thôi. Ca còn có vợ nữa, nó nói cô biết gì đó. Trước khi xuất gia thôi. Nhưng mà cũng có vợ có con rồi, vợ hả? Ẩm con đi. Ý là tôi cũng có yêu nhưng mà yêu trước khi xuất gia thôi. Ẩm con đi kiếm chồng mà chồng đắc quả dưới cội bồ đề. Có phải là Phật cũng có dục vọng không? Mình mượn cái dục vọng để mình tạo đạo pháp cũng được mà. Nhưng mà mình biết cái đạo, cái đoạn nào mình nên dừng thì mình dừng, là trong tâm mình quyết định. Không có Phật nào mà quyết định cho mình hết trơn á. Không có ông Phật mà nào mà cho mình cái trí tuệ hết trơn. Không có ông Phật nào mà cho mình có lòng từ bi đạo hạnh hết trơn. Là do tâm mình nè, mình tự mình quyết định, mình tự mình tu, mình tự. Chị có thể cứu được ma vương bằng cách đó đúng không? Không có cứu gì hết. Cái này thì chị nói là chị sẽ dùng cái thân của chị đi cứu ma vương. Hình như đó là chuyện của sư cô á, chứ không có liên quan gì. Tại vì mình đã quyết định mọi người đi một nơi rồi mà. Không nói tới cô nữa. Không, nãy chú nói muốn nói chuyện với tôi mà, đứng lại nói. Khỏi nói luôn đi. Nãy giờ chú làm chuyện vợ chồng với Ben đúng không? Cái gì? Chú làm chuyện vợ chồng với Ben đúng không? Chị vợ chồng gì? Quan hệ. Hiện tại tôi nói thẳng với sư cô nha, sư cô nói tầm bậy là ngồi là có tầm bậy thiệt luôn á. Ven là từ hôm ngày mà tôi giúp đỡ cho tới bây giờ là tôi đang nói thật là chở đi đâu ăn uống đàng hoàng là tôi không, chở đi tôi chỉ... Còn cái chuyện quan hệ vợ chồng là không có nha, nói chuyện tầm bậy là coi chừng lỡ tội lỗ miệng nha cô nha. Vậy chứ Ven nói với tôi là chú ngủ với Ven 3 lần, chú quan hệ tình dục với Ven 3 lần thì chú nào, tính có nói cái chị em là sao? Không. Chị nói với Quyền Linh hồi chiều, chị đã cầu cứu Quyền Linh là phải giúp chị tách chú ra. Cầu lao nữa rồi đó. Nói hồi nói tầm bậy, nói tầm sanh si rồi đó. Không có nói gì hết trơn, nói mặt lắm. Không, chị Ven đã nói với sư cô vậy. Sư cô vì lòng từ bi muốn cứu chị Ven ra khỏi vòng ái dục của chú thôi. Chị nói, ôi nói giờ nói chuyện sư cô ở đây ngay nhà ta, giờ cho nha. Nói chuyện ngồi là cũng sùm mất công mệt lắm nha. Con nói cô rồi đó. Từ rồi sớm giờ đã nói là không muốn để trên lên mạng xã hội, mà bây giờ mạng xã hội nó ông thụm trên đó chứ, mà cô cứ nói điện thoại đi. Nói chung là chú, nếu như một thằng đàn ông mà ăn nằm với lại người phụ nữ, nhất là Ven đang bị hành căn mà chú dám ăn nằm thì chú nói đi. Sao
chú dám ăn nằm với ven thì chú hãy nhận cái sự ăn nằm của chú, tại vì đó là bản lĩnh của thằng đàn ông. Thì sư cô rất là nể chú, sư cô có thể quỳ dưới đây để lại chú ba lại, nếu như mà chú đồng ý là chú nói ừ tôi yêu ven, tôi ngủ với ven, đó không phải là chuyện của cô đi về đi thôi, tôi sẽ quỳ xuống đây tôi lại chú ba lại và con tôi sẽ đi con về ngay lập tức. Con không cần lại, con thì với cô cái vấn đề của con và ven á là cô cũng không có quyền gì dạy mình bên đây hết, nhưng mà cái chuyện của con làm và ven làm là tất cả là từ đầu tới đuôi là con lo, con lắng, con yêu thương thì con nên làm như vậy. Còn mà cô bây giờ cô cứ đứng đây cô sân si và cô không có sân si, đứng ở đây qua đây không phải sân si, đúng rồi, ba bọc bầu lời đi. Còn cô muốn cái gì á, cô bỏ điện thoại ra ngoài đây khỏi cái ghi âm gì hết trơn á. Hình như không có rảnh luôn á. Con nói rồi, mình làm. Không có rảnh luôn á. Bỏ điện thoại. Không có rảnh. Chị chứ đừng có làm như vậy. Không có rảnh để ghi âm. Bây giờ dục điện thoại nè. Bác Tài ơi, giữ điện thoại cho sư cô. Bác Tài giữ điện thoại cho sư cô coi. Mày bây giờ chú đi về không? Về hay là ở đây? Hả? Đi về ở đây. Về. Ủa ba mặc một lời mà đi đâu mất rồi? Cái này tắt đèn pin ở đâu vậy? Ba mặc một lời thì ba mặc một lời chứ. Đi về. Men chị nói với em đã rồi chị. Ơi rằng gì em? Ôi cô kỳ quá. Em nói gì với cô? Trời ơi, em nói vậy mà cô cũng tin, nó làm gì có. Tắt đèn đi. Tại sao chị lại để cho nó làm không vậy? Có làm vậy con nó dốc cồn hay không? Con nó dốc cồn. Bây giờ ba mặc một lời đi. Có không có. Ba mặc một lời đi. Không có ba mặc một lời. Anh Hùng ơi. Anh Hùng ba mặc một lời. Chị được không? Bây giờ con kêu cho con chị được không? Anh Hùng ba mặt một lời đi, anh Hùng dám ăn ngủ với người ta thì anh Hùng phải chịu cái sự ăn ngủ, ăn nằm với người ta, nhất là người ta bị hành căng mà nhân cái lúc đó rồi ăn ngủ với người ta như vợ chồng ba lần rồi chứ không phải ít. Thật là nực cười chúng ta, làm đã rồi không nhận lỗi, thật là... Hương chị Ven, khi mà chị Ven dùng cái cách này của độ chúng ta Hương quá quá Hương. Dùng cái cách này để độ chúng sanh là không có ổn. Tưởng như gì dùng cái sự ái dục để độ chúng sanh không có ổn. Đó, thấy chưa? Nói cách đó đó, thấy chưa? Có chuyện này, kiểu đó đó. Mình chỉ muốn là người ta nhận lỗi thôi. Người ta cảm thấy người ta có lỗi với chị khi mình làm cái bất tận hạnh với chị. À, chị ơi. Cái thầy chủ này nè. Thì lên trường chú với chọn đó, để thầy chủ đó là phải đưa cho người thanh tịnh đây, người không thanh tịnh là thầy chủ nó có thể lên quên hết cho rõ. Thầy chủ đó phải đưa cho người thanh tịnh, nếu người đưa cho người không thanh tịnh thì bị quật. Cái thầy chủ đó cần quật cái người không thanh tịnh. Cô lấy vợ rồi chưa? Cô không rõ á, không rõ á, năm chín tuổi chắc là nguyên nó có cái đâu. Dọn đèn đi cho lấy chủ đi. Lấy ra rồi Quyền Linh sẽ làm cho nó hết. Làm cho nó hết công năng của thần chú, xong rồi chị giữ cho người thì được. Chứ bây giờ chị giữ là nó sẽ quật chị đó. Đây nghĩa với lại nó quật luôn cái thằng mà hãm hại chị. Để con nghe chứ Quyền Linh sẽ làm cho cái chuyện. Thôi cô lấy sợi chủ vệ luôn đi. Thôi chỉ cần là Quyền Linh thỉnh cái chuyện hộ pháp đi thôi, rồi sẽ thỉnh cái chuyện đi thôi, rồi chị cứ giữ nó để đeo.
có gì lên kìa, chú ban bằng một lời đi. Em nói với cô sao nói lại em nghe đi. Nói là con cứ nói hết rồi, nói tại thì cô chú hỏi hoài, cô lỡ nói về nó thẳng với cô luôn đi. Nói tại nói lên đây mệt quá. Đó, đó, đó tại thì sao chú không dám nhận đi? Tại cô hỏi hoài, cô hỏi hoài đâu, không hỏi, không không hỏi luôn. Mình cô hỏi luôn mà không có hỏi, có đi soi mối chuyện của người ta không phải. Ban đầu là cô thấy cô đi soi mối chuyện mình không có hỏi, mình chỉ mình chi cái giờ vô bụng con. Vừa để vô một cái là mình biết chị Ben vừa bị người ta quan hệ tình dục.